Chúa Nhật 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyro qua Sidon đến gần biển Galilea giữa miền Thập Tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng người và xin người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tay anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Đoạn ngước mặt lên trời, người thở dài và bảo: Ephatha, nghĩa là hãy mở ra. Tức thì tay anh ta mở ra và lưỡi anh được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng người càng cấm thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: Người làm mọi sự tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người cầm nói được. Đó là lời Chúa. Thứ điếc tai hại nhất đời. Suy niệm tin mừng Thánh Marco, Chúa Nhật 23 thường niên. Sứ điệp tin mừng: mở tai ra trước những lời hay lẽ phải và đóng tai lại trước những lời xấu xa. Lúc còn thanh xuân, Thánh Agustino đã đóng tai lại trước lời Chúa phán dạy, cũng như lời khuyên răn của thân mẫu thánh thiện là Monica. Vì thế bao nhiêu lời vàng ngọc rót vào lòng ngài cũng như mưa đổ lá môn. Mãi đến năm 32 tuổi, tai của Agustino mới được mở ra để đón nhận lời Chúa. Nhờ đó, ngài đã trở về với Chúa, lãnh các bí tích nhập đạo năm 387, hiến chọn đời mình phụng sự Chúa, trở thành linh mục, giám mục và là vị tiến sĩ lừng danh trong hội thánh. Thứ điếc tai hại nhất đời. Thật đau buồn khi bị điếc tai, không nghe được những gì người khác nói. Tuy nhiên, bệnh điếc tai không đáng sợ, vì người điếc có thể học hỏi, tiếp nhận kiến thức bằng mắt qua việc đọc sách báo, xem phim ảnh hoặc qua ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính. Nhờ đó, họ có thể thông biết nhiều điều, nắm bắt nhiều lời dạy hữu ích, quán triệt được những điều khôn ngoan. Ngoài ra, có một thứ điếc đáng sợ và tai hại hơn nhiều, đó là điếc lời khôn ngoan. Đây là thứ điếc có chọn lọc, đóng tai lại trước lời hay lẽ phải, nhưng mở tai ra để tiếp nhận những lời xấu xa. Thứ điếc này thường xô đẩy người ta vào tội lỗi. Cụ thể là, có những học sinh điếc đặc trước những lời giáo huấn của thầy cô, nhưng rất sáng tai trước những quyến rũ của bạn bè hư hỏng. Có những người chồng rất sáng tai trước những lời rủ rê của bạn bè đàng điếm, mà điếc đặc trước những lời can gián của vợ con. Có người điếc lác đối với những lời ban sự sống của Thiên Chúa, mà sáng tai trước những lời đưa đến hư vong do Satan mời gọi. Thứ điếc này vô cùng tai hại vì làm cho con người suy thoái về đạo đức, đánh mất phẩm chất cao đẹp của mình và dễ chìm sâu vào tội lỗi. Điếc tai là chứng rất khó chữa trị, nhưng chứng điếc lời khôn ngoan cũng rất khó chữa lành. Tìm đâu ra vị lương y có thể cứu người ta khỏi thứ điếc tai hại này? Chúa Giêsu cho người điếc nghe được. Khi Gioan Tẩy Giả sai các môn đệ đến gặp Chúa Giêsu để tìm hiểu sứ mạng của ngài, thì Đức Giêsu cho biết ngài là đấng được sai đến để làm cho người mù được thấy, người què đi được, người phong gùi được khỏi, người điếc được nghe. Và cụ thể là khi Đức Giêsu bỏ vùng Tyra đến biển hồ Galilea vào miền Thập Tỉnh, người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin ngài cứu chữa. Chúa kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, ngài ngước mắt lên trời, kêu một tiếng và nói: Ephatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Như thế, sứ mạng của Chúa Giêsu là mở tai cho người điếc được nghe. Chúng ta hãy đến với ngài
như Thánh Augustino để được chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mở tai đón nhận lời Chúa phán dạy như Thánh Augustino hôm xưa. Nhờ đó, lời Chúa sẽ thấm nhập vào tâm hồn chúng con và cải thiện cuộc sống chúng con. Amen.